Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau chơi phiên bản thử nghiệm nha các bạn, đó chính là phiên bản 1.15. Ngay từ giao diện đầu tiên thì chúng ta đã thấy những con ong ở phía góc trái màn hình rồi nè, và có cả cái tổ ong nữa. Giờ thì chúng ta cùng nhau tạo một cái thế giới để tìm những cái con ong và cùng nhau khám phá coi nó có gì mới trong phiên bản này nhá. Rồi mình sẽ để tên mặc định đi. Shit thì mình sẽ để mặc định hết luôn. Rồi giờ thì vào thôi nào. Hy vọng rằng mình xuất hiện gần một nơi có tổ ong luôn đi, để có gì mình còn nuôi ong sớm nữa. Tại vì mấy con ong này thường thường sẽ rất là thích hoa các bạn ơi, nên mình nghĩ spawn ngay chỗ khu vực có hoa. Thôi, Chạy các bạn ơi. Ui, mới vô đã gặp mấy anh. Ui, mấy anh cướp rồi nè. Ôi dù, có anh đang dí mình. Ai dù. Thôi, tha đi. Ui, mới vô anh kia dí mình rồi. Vậy không ổn rồi. Ui, dí dai vậy. Tha đi. Ui, chí thiệt hả. Thôi mà. Chạy các bạn ơi. Mình phải cắt đuôi cái tên cướp kia mới được. Ui, có một tên mà sao dí dai vậy. Ui, hình như phiên bản này mấy tên cướp dân làng có tốc độ chạy nhanh hơn hay sao ấy. Mình chạy xa như vậy rồi nè, mà còn dẫn dí mình nữa. Ui, không được rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc đầu tiên thôi, đó chính là đi lấy gỗ nha. Ui, và đằng kia có cái gì kìa. Ui, đừng nói là tổ ong nha. Ui, đúng rồi, tổ ong. Đó, tổ ong kìa các bạn. Rồi, mới vào đã gặp được tổ ong rồi kìa. Ui, con ong nó bự chưa kìa. Ô, con ong kìa. Ui, con ong này các bạn ơi, dễ thương cực luôn á. Còn đây với là tổ ong. Nếu như thực tế một xíu thì không nên đụng vào tổ ong đâu các bạn ơi. Tại vì khi mà mình đụng vào một cái thì thế nào mấy con ong sẽ dí lại và đánh mình cho coi. Tại vì ong sống theo bầy đàn mà. Ui, mới vào gặp được ong thích ghê luôn á. 1, 2, 3, 4 mấy ong luôn. Rồi giờ tụi mình sẽ quay trở lần kia và chặt nốt cái cây này đi, để chặt cái cây nó nửa khúc như vậy thì nhìn kỳ lắm luôn á. Và sau khi chặt nốt cái cây này thì mình sẽ bắt đầu chế tạo những dụng cụ cần thiết để chúng ta có thể tiến hành công việc sinh tồn nhá. Rồi ui, cây này to thế. Để đây thì mình sẽ làm một cái cây rìu luôn đi, để mình có thể chặt cái cây này nhanh hơn. Rồi làm cái bàn chế tạo nè, như vậy, sau đó đặt xuống và craft thôi. Mình sẽ làm thêm một cây cúp luôn đi, để mình có thể bắt đầu đào đá và nâng cấp lên thời kỳ đồ đá luôn. Đây, lấy nốt cái cây này nhá. Và cái khu vực này mình thấy cũng khá là lý tưởng để mình có thể định cư rồi đó các bạn ơi. Với lại nó cũng khá là gần cái chỗ spawn của mình nữa, nên chắc mình sẽ sống ngay tại đây luôn nhá. Và ngay tại đây thì nó còn có thêm đá cho mình đào nữa nè. Mình sẽ lấy một ít để nâng cấp lên đồ đá, cũng như là chế tạo một cái lò nung luôn. Và kế tiếp thì mình cần phải tìm cừu, tại vì nếu sinh tồn mà không có giường thì sẽ rất là khó khăn trong việc sống sót qua ngày đầu tiên luôn á. Rồi, nãy giờ quên nữa, mình sẽ block nó ở chế độ khó luôn đi. Nó chơi chế độ khó thì chúng ta sẽ quánh nhau căng thẳng hơn mấy con zombie cũng như là creeper hơn ấy. Rồi giờ thì trở lại với công việc lấy đá thôi nào. Mình được 12 rồi. Đó, 13 thì mình sẽ bắt đầu chế tạo thôi. Đầu tiên là lò nung nè, một cây kiếm để mình có thể phòng thủ. Nhưng mà bây giờ mình còn thiếu một ít que. Đây, mình sẽ làm một cây kiếm nha. Kế tiếp là một cái cây cúp nè. Và sau khi có cúp đá thì mình đã có thể đào được sắt và chế tạo được xô nước rồi. Coi đây có than không ta. Mà chắc là mình phải tìm một cái hang á các bạn ơi, để mình đào một ít than cũng như là sắt nữa. Còn mấy mấy ong thì cứ để đây đi, từ từ mình sẽ tìm cách để nuôi sau nhá. Rồi, giờ thì đi tìm thôi. Ui, đây có gà hả? 1. Ui. Ui, hình như mình vừa nghe tiếng con nhện các bạn ơi. À, đây có cái hang nè. Ui, kìa, con nhện kìa. Nó, mình thấy cái chân nó rồi. Giờ thì mình sẽ đi xuống ngay cái đường này đi. Sẵn đây thì mình sẽ làm một cái cầu thang để đi lên đi xuống cho nó dễ. Ui, đừng có trèo lên đây quánh tôi nha. Rồi, có được cầu thang lên đi xuống rồi. Lấy cây kiếm ra. Nhện nè. Con nhện ban ngày nó khá là hiền các bạn ơi. Trừ khi mình quánh nó thì nó mới quánh mình thôi, nên mình có thể tiêu diệt nó để lấy chỉ. Trong này tối quá nên mình sẽ qua đây để lấy than đi. Có than, ui, có sắt luôn nè. Quá tuyệt vời. Nhưng mà có hai thôi. Phải chi cho ba. Ui, đây nè, đây nữa nè. Cậu được ước thấy các bạn ơi. Rồi, giờ thì mình đã có
có khá là nhiều sắt rồi nè. Mình có thể chế tạo hẳn một cây cúp kết hợp với một cái xô luôn và bắt đầu đi tìm kim cương được rồi đó. Nhưng mà cái đó thì từ từ đi. Giờ thì mình sẽ tập trung vào việc lấy than để đi lên trên và nung thức ăn lên thôi. Giờ mình cũng đang đói rồi kìa. Mình sẽ lên đây để chế tạo cho nó an toàn nha. Ở dưới con Reaper nó ra nó nổ là chết á. Rồi đầu tiên thì làm một ít đuốc trước nè. Kế tiếp thì mình sẽ tìm cừu cái đã. Cừu chỗ này không thấy ta. Ồ phải chi chỗ này gần biển nữa thì tỷ cứu mèo luôn á. Bên kia thì là một cái khu vực rừng gỗ băng xám. Ở đây có gà nữa. Cừu đâu hết rồi ta. Không có cừu là hơi bị mệt đó nha. Rồi, à đây 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 đây, cừu đây, cừu đây. Mình có thể nhân giống 1, 2, 3, 4. 4 thì không hay cho lắm. Thôi, giờ mình sẽ nung sắt ra đi. Tại vì mình chỉ cần tốn 2 sắt thôi các bạn ơi. Mình có thể chế tạo một cây kéo và lấy len cừu mà không cần sát hại mấy bé cừu này luôn. Vậy mình còn có thể sử dụng cừu để nhân giống ra nữa. Rồi, giờ thì lấy một cái phôi sắt đầu tiên nè. Được thành tựu là kiếm lấy phần cứng hả? Kiếm lấy phần cứng, được được. Rồi, phôi sắt thứ hai là làm một cái cây kéo thôi. Đó, kéo tỉa đây. Cắt lên cừu nè. Cắt một lần đủ làm một cái giường luôn. Hết sảy các bạn ơi. Rồi, giờ thì mình sẽ đổi ra một ít ván và làm một cái giường nha. Giường trắng thì mình không thích cho lắm nên mình sẽ lấy một cái hoa vàng nè. Sau đó đổi ra bột nhuộm và nhuộm lại cái giường luôn, nhìn cho nó đẹp. Rồi, giờ thì mình đã có một cái giường vàng và có thể qua đêm rồi đó. Giờ mình coi chỗ nào thích hợp để xây nhà ta. Giờ thì mình phải tiến hành tìm nơi để xây nhà thôi các bạn ơi. Đã có đầy đủ những thứ để có thể định cư rồi. Ui, ở đây nó còn có một cái hang nữa nè. Ui, chưa xuống nên zoom bay đó. Đã ra đón rồi hả? Zoom bay nè. Zoom bay nè. Rồi, cắm đuốc lên. Ô, cái hang này nhiều than lắm luôn các bạn ơi. Quá trời luôn á. Mình sẽ thắp một đoạn đi. Ui. À không, những cái cục đá màu trắng thôi. Mình cứ tưởng cái chỗ của mấy spawner chứ. Rồi cắm thêm một. Ui, Reaper kìa. Mình sẽ thử thách một xíu nha. Tiêu diệt con Reaper. Tiêu diệt con Reaper thôi. Mình sẽ cho con Skeleton bắn con Reaper đi. Nó đúng rồi, bắn một cái nữa. Cái nữa thôi. Ui, Skeleton bắn chậm quá. Ui mà khoan nha, Skeleton nguy hiểm lắm nha các bạn. Giờ Skeleton bắn mình có thể giết mình được luôn á. Rất là mạnh. Rồi. Ui, mình gần chết rồi kìa. Giờ chưa có thức ăn để hồi máu đó. Ui, giờ có thịt zombie thôi. Mình cắn đỡ đi. Cắn đỡ đi cho nó có thêm thức ăn và hồi máu lại thôi. Chứ giờ thì đéo meo rồi. Ui. À đây đây, cúp đây. Tưởng đâu mình chưa chế tạo cúp bằng đá chứ. Rồi, giờ thì lấy một ít than và lên tìm thức ăn thôi. Bây giờ thức ăn là vấn đề rất là cấp bách luôn các bạn ơi. Chứ giờ trong người mình hết thức ăn luôn rồi đó. Chắc là bây giờ mình sẽ lên thịt một vài bé gà đi. Để mình có thức ăn thôi chứ giờ không còn đủ thức ăn để hồi máu luôn rồi kìa. Cừu hồi nãy mình đếm như là 4 đúng không ta? Giờ đếm lại coi, 1. Ui, có sắt kìa. Ủa, đâu mấy bé cừu đâu rồi? Đây đây đây, 1, 2. À chắc mình sẽ chừa hai bé kia thôi. Còn bé này mình sẽ giết để lấy thịt nha. Chứ giờ mình hết thức ăn rồi thì xin một bé thôi. Ui, cho có một miếng thịt thôi hả? Ok đi, một miếng thịt chắc cũng đỡ đói được một phần rồi. Cho vào đây nè. Ôi, được 8 màu sắc luôn. Rồi, nung bằng một ván gỗ cho tiết kiệm. Sau đó thì mình sẽ chế tạo một cái xô trước đi. Kế tiếp là một cây cúp bằng sắt nè. Đó, đây là những thứ cần thiết ban đầu thôi. Và còn dư được 2 thì mình sẽ để dành lại. Có gì thì mình sẽ chế tạo thứ khác sau nhá. Rồi, giờ thì mình sẽ ăn cái miếng thịt cừu đầu tiên. Rồi, đầy thanh thức ăn luôn. Chắc giờ mình sẽ lấy cái lò nung nè, cũng như là cái bàn chế tạo, rồi sau đó đi tìm thức ăn thôi các bạn ơi. Và nếu có đủ thức ăn đó thì mình sẽ bắt đầu tìm thêm vật liệu ấy, rồi sau đó chúng ta sẽ xây một cái ngôi nhà khởi đầu nhá. Vừa chặt được một ít cái cây gỗ băng xam thì màn đêm đã buông xuống rồi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ lấy thịt một vài bé heo đi, rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu ngủ nhá. Rồi thêm một bé này nữa. Rồi cho anh xin thịt, sau đó thì mình sẽ nung lên, rồi sau đó đi ngủ luôn thôi, được 5 miếng thịt luôn nè. Rồi, giấc ngủ đầu tiên nè. Rồi, ngủ thôi. Ngủ mà ké lơ ấm luôn là hết sảy luôn á các bạn ơi. Rồi, sau khi ngủ thì mình sẽ lấy thịt và ăn sáng thôi. Ten ten. Miếng thịt heo đầu tiên luôn nè.
Nhưng mà nãy giờ mình có đi xung quanh á để tìm coi coi có ngôi làng gần đây không, nhưng mà không có gặp các bạn ơi. Bây giờ mà mình có ngôi làng á thì mình sẽ vào đó xin một ít cái nông sản đem về nhân giống lên mà ăn thôi, chứ giờ mình chưa có đủ đồ để có thể chăn nuôi. Ô, đằng kia là chỗ tòa tháp của mấy cái tên cướp dân làng. Tạm thời thì chắc mình sẽ lấy một ít đá đi, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành xây một cái ngôi nhà cỡ đầu trước khi có một chuyến đi mai nha các bạn. Đi một lúc thì mình gặp được một cái khu vực này rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Mình định xây một cái ngôi nhà sinh tồn nhỏ nhỏ ngay tại khu vực này đi. Ở trên đó mình có thể làm cái nơi để mình có thể nhảy xuống đây để chơi luôn nè. Được á nha. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ xây một cái ngôi nhà bé bé ngay tại đây luôn. Và mình có đào một ít đá nè, cũng như là chặt được một ít cái gỗ tuyết sòi rồi ấy. Giờ thì mình sẽ chặt nốt cái cây này để có thêm không gian. Và chúng ta sẽ xây một cái căn nhà ngay tại vị trí này luôn nha. Rồi giờ thì đợi cho cái cây này nó rụng bớt cái đã. Và tiện đây mình sẽ lấy luôn một ít cái lá, biết đâu nó lại rơi ra que cho mình á. Mà sao ít ra que vậy ta? Chắc để nó tự rơi thì sẽ tỷ lệ cao hơn á. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu làm cái phần trụ luôn. Và mình sẽ xây nó sát sát cái khu vực hồ đó luôn nha các bạn. Chỗ này còn chật vậy ta? Nếu chặt như vậy thì chắc mình sẽ làm một cái xẻng đi, rồi sau đó mình sẽ dọn khu vực đất này để cho trống trống một xíu, rồi mình sẽ bắt đầu xây nhà khởi đầu nhá. Vì diện tích đất có hạn nên chắc bây giờ mình sẽ xây một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ thôi nha các bạn, vừa đủ để mình có thể sống sót qua những ngày đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đặt cái phần trụ trước cho cái ngôi nhà nhá. Cái này là cách ra ba ô nè, ra mặt trước cũng là ba ô. Vậy là mình sẽ có một phần cửa sổ ở đây và một phần cửa đi ra đi vào ở vị trí này. Kế tiếp thì mình sẽ đặt những cái cột đá cuội ở phía dưới để làm cái phần tường nhìn cho nó kiên cố hơn nhá. Đây, ngay tại đây là có cửa sổ nè, đây là phần cửa đi ra vào và cũng phải có đá viền ở phía dưới. Rồi giờ thì mình chỉ cần nối những cái trụ này cao lên một xíu là chúng ta đã có thể tiến hành ốp phần tường cũng như là lợp phần mái rồi đó. Gỗ giờ thì mình cũng không có nhiều nữa nên chắc mình sẽ kéo phần trụ lên một đoạn thôi các bạn ơi. Cái cây chắc mình sẽ chặt đi, rồi sau đó mình sẽ trồng một cái cây mới cho nó tương tự cây cũ nhá. Với lại mình có sở thích là thích trồng những cái cây gỗ sồi bự bự á các bạn ơi, nhìn nó rất là đẹp luôn á. Nhưng mà mỗi tội là chặt hơi lâu thôi. Rồi mình đã ốp xong cái phần trụ rồi nè. Kế tiếp thì mình sẽ đổi ra một ít cái ván luôn đi. Phần tường thì mình sẽ sử dụng ván gỗ sồi nha các bạn. Khi nào mình có nhiều nhiều gỗ vân sam một xíu thì mình sẽ tiến hành ốp bằng gỗ vân sam cho nó tiết kiệm nhá. Rồi mình sẽ đặt ở đây một cái cửa sổ nè. Như vậy nhà của chúng ta sẽ có rất là nhiều cửa sổ để có thể nhìn ra bên ngoài luôn. Ten ten 1, 2, 3, 4, 5 cái cửa sổ ta hồ mà nhìn ra bên ngoài. Ở phía dưới này thì mình sẽ đặt vào một cái miếng ván và sau đó thì mình sẽ grab một cái cửa luôn, vừa đủ gỗ để mình có thể làm được một cái cửa gỗ sồi nè. Đặt vào đây một cái đó, như là chúng ta đã có thể dọn đồ vào bên trong và ở rồi. Nhưng mà phần mái thì mình cần phải lợp thêm một ít bằng những cái cầu thang gạch đá này. Đây mình sẽ viền bằng cầu thang gạch đá nha các bạn để nhìn cho phần mái nó đẹp hơn. Và gỗ sồi thì mình sẽ đổi ra thành ván và chế tạo những cái cầu thang luôn. Rồi giờ thì mình sẽ tiến hành lợp phần mái lên thôi. Đầu tiên mình cần phải trèo lên trên trước cái đã. Phần mái mình sẽ làm kiểu như thế nào ta? Mái thì có rất là nhiều cách để làm luôn á. Đối với ngôi nhà này thì chắc mình sẽ lợp mái kiểu nằm ngang đi các bạn ơi, để cho nó đơn giản tối đa nhá. Đây, phần mái mình sẽ viền như vậy. Cái này là mái thẳng luôn đi. Ok, cái này thì chắc mình sẽ làm cái mái thẳng luôn nha các bạn. Rồi đặt ở đây nè. Sau đó ốp ngược lại như vậy và ở đây. Đó, vậy là chúng ta đã có được một cái khuôn của phần mái rất là đơn giản luôn. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng gần hết mấy cái cầu thang rồi, vậy là cần phải chế tạo thêm rồi đó. Tan tan. Ui, trên này còn thiếu một cái nữa. Nhìn phần mái gì nhìn nó hơi buồn cười một xíu ấy, nên mình phải lợp thêm một lần nữa để nhìn cho nó đẹp hơn nhá. Đây, đỡ ra một ít cái cầu thang nữa nè. Thêm một lần nữa đi. Rồi 16 cái mình nghĩ chắc cũng đủ rồi đó. Rồi giờ thì trèo lên trên và ốp lại thôi. Cái này thì sẽ ốp ngược lại như vậy. Đó, vậy là ổn rồi nha. Và phía trước này mình không biết là có nên ốp bằng nếu mình ốp bằng cái cầu thang đá thì nó sẽ bị trùng với bằng tường các bạn ơi, nên chắc mình sẽ ốp. Ok, chắc lỡ rồi. Làm liều một phen luôn chứ sao giờ. Giờ mình sẽ đổi hết mấy cái đá mình ra thành những cái cầu thang nhá. Hy vọng là đủ, mình chỉ có đúng 25 cái cầu thang thôi á. Nếu mà không đủ thì chắc phải chui xuống hang để lấy thêm ít đá rồi. Nhưng mà không sao, giờ thì mình sẽ ốp nốt phần mái luôn nha các bạn.
Rồi, mình đã hoàn thành xong cái phần mái của ngôi nhà rồi, giờ chỉ còn thiếu cái phần cửa sổ thôi các bạn ơi. Và ở đây thì có rất là nhiều những cái cát luôn nè, mình sẽ lấy một ít để mình có thể nung ra và làm cái phần kính nha. Mình sẽ đập sao cho nó thành nước bình cũ đi ta. Ui, đập như vậy thì nó không thành nước bình cũ rồi, nên chắc mình sẽ lấp đất lại đi. Sau này mình sẽ lấp hết cái chỗ này bằng đất luôn nhá, để cho nó không còn cát nữa, nhìn cho nó đẹp. Và giờ thì mình đã có đủ phần kính đây, phần cát để có thể nung thành kính rồi nè. Mình sẽ đặt cái lò nung xuống và nung mấy cái cát này lên thôi. Kế tiếp thì mình sẽ bắt đầu lấy thêm một ít gỗ. Với cái chỗ lý tưởng như vậy thì tại sao chúng ta không làm một cái chỗ để chúng ta có thể nướng thịt nào. Giờ thì mình sẽ lấy một ít gỗ bạch dương nha. Ở đây có một vài cây gỗ bạch dương nè, mình sẽ chặt để lấy gỗ. Và sau đó mình sẽ nung lên. Và khi đó mình sẽ có được than ấy. Than thì mình mới có, than gỗ thì mình mới có thể chế tạo được cái lửa trại các bạn ơi. Cái này thì mình cần có ít nhất là 6 cái thủy tinh thì mới có thể làm được những cái tấm kính. Trong lúc này thì mình sẽ tiến hành dọn những cái đất ở bên trong và chúng ta sẽ ốp phần sàn. Sau đó dọn dẹp đồ bên trong và ở thôi, không có ngủ ở ngoài nữa. Giờ để có thể ngủ bên trong nhà rất là an toàn luôn rồi. Tuy nó hơi chật chội một xíu nhưng mà vẫn đủ để mình có thể sống. Ở đây thì mình còn... À, là mình dùng phần sàn bằng gỗ phần sàn ta? Cũng được á, cũng được á. Rồi, mình sẽ tạm thời ốp bằng gỗ bằng sam để làm cái phần sàn nhá. Rồi, ốp hết luôn. Và ở bên đây. Rồi, mình đã xong cái phần sàn. Kế tiếp mình sẽ cắm đuốc lên để cho có ánh sáng. Chỗ này thì nhìn nó chưa có đồng bộ nè. Để mình đổi lại thành cái gỗ bằng sam để nhìn cho nó đồng bộ hẳn luôn nhá. Đây, gỗ bằng sam nè. Và đặt cửa lại vào. Ở trên này chắc mình sẽ đổi lại thành cái cầu thang đi. Tại vì cái khói đặt cái cửa vào nhìn nó không hợp cho lắm. Đó, cầu thang như vậy nè, đặt cửa vô. Nhìn hết sảy liền. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu lấy thủy tinh ra và chế tạo những tấm kính thôi. Hy vọng là đủ để mình có thể ốp nốt cái ngôi nhà của mình. Ở đây hai cái nè. Ui ui ui, mình không chui vô được. Ở đây hai. Ở đây hai cái. Ở đây. Ui, đủ đủ đủ. Và ở bên đây. Rồi, vậy là đủ rồi. Ở trên này mình còn thiếu một cái cầu thang nhưng mà mình đã lắp tạm bằng cái đó rồi, không sao đâu. Ui, mấy cái mộng cây nó rớt xuống quá trời nè. Và bây giờ thì mình sẽ nung những cái gỗ lên nhá, để mình có một ít than củi làm chỗ nướng thịt luôn coi. Mình sẽ nung gỗ bạch dương ra. Đó, chỉ cần một cái thôi. Công thức cái lửa trại hình như cần phải có than gỗ thì nó mới mở ra thì phải á. Rồi, giờ thì đợi cho nó nung xong cái thân gỗ này nhá. Đây, có than gỗ rồi. Ui, mình đầy rồi, mình đầy đồ rồi. Mình sẽ lấy ra nè. Và coi, ui, nó mở công thức đèn lồng luôn rồi. Lửa trại. Ồ, công thức lửa trại đã mất tiêu rồi ta. Để xem nào, công thức. Ủa, nó chưa mở cho mình cái công thức lửa trại hả? Đây nè, lửa trại nè, được rồi nè. Rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, nướng thịt thì mình sẽ nướng ở bên đây đi. Nướng ở dưới cái chỗ đất này luôn. Đặt đây một cái. Đó, có lửa trại liền. Và nếu chỉ muốn cho khói này bốc lên cao thì chúng ta có thể đặt cái kiện rơm ở phía dưới các bạn ơi. Nhưng mà giờ thì mình chưa có đủ lúa nên tạm thời mình sẽ không làm nhá. Kế tiếp thì mình sẽ làm ít cái slab đi để mình có thể làm chỗ giống như là chỗ ngồi vậy đó. Rồi, giờ ở đây mình sẽ đặt một cái ghế nè. Đó, kế tiếp là một cái slab. Ở đây và một cái ở đây nữa. Vậy là chúng ta đã có được một cái chỗ để có thể ngồi nướng thịt rồi đó. Và để cho đẹp hơn thì chúng ta có thể trang trí bằng một cái con đường đi. Mình cũng có thể làm một con đường đi bằng cái xẻng này này. Ở đây mình nghĩ nên ốp đất đi. Khi nào mà nó mọc cỏ ra thì mình sẽ bắt đầu cuốc lại nhá. Rồi, tạm thời thì mình sẽ cuốc tạm như vậy thôi. Cuốc bằng xẻng như vậy dẫn tới ngôi nhà của mình. Đó, tạm thời là vậy đi. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ dọn hết đồ bên ngoài cho vào bên trong này để chúng ta có thể tiến hành một chuyến đi mai nhẹ nhẹ nha các bạn. Mình đã dọn dẹp lại đồ xong rồi và giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm một cái hang để đi đào một ít sắt thôi các bạn ơi. Bên cạnh đó thì mình sẽ đi khám phá một xíu về hướng bên này luôn nè. Nó ở phía sau ngọn đồi cạnh cái chỗ tòa tháp của mấy tên cướp ấy các bạn. Mình vẫn chưa đi về hướng này nữa. Sẵn tiện mình sẽ săn thêm một ít thịt luôn nha. Bên đây có bò nè. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ui, có cừu luôn, rất là nhiều là đằng khác các bạn ơi. Giờ chắc mình sẽ lấy một ít thịt bò đi. Đây, một bé bò. Hai bé bò, mình chỉ giết hai thôi. Tại vì mình cần chừa lại hai con để mình có thể nhân giống ra. Còn cừu thì mình có thể giết thoải mái luôn. Đây nè, cừu nè.
Nhưng mà chỗ này không có cua hồng ta, mình khá là thích cua hồng luôn á. Với lại cua hồng nó cực kỳ hiếm luôn các bạn ơi, không phải khi nào chơi survival thì chúng ta cũng có thể gặp đâu, rất là hiếm thì mới có thể gặp được. Chắc bây giờ mình sẽ băng qua cái ngọn núi này coi coi có ngôi làng nào không nhá. Mình rất là nôn nóng để gặp được một ngôi làng rồi. Khi mà gặp được ngôi làng á thì chúng ta sẽ có được một cái chuông nè, kèm theo đó là những cái loại nông sản chỉ ở ngôi làng mới có thôi. Mà những thứ đó thì chúng ta phải rất là cực khổ để có thể tìm được khi mà chiến đấu với mấy con zombie ấy. Ồ, đây là khu vực đồi núi rồi. Và có rất là nhiều sỏi luôn. Vì có lẽ đây là cái ngọn núi sỏi rồi đó. Nếu như vậy thì mình có thể chế tạo thoải mái những cái khối bê tông luôn. Tại vì công thức để chế tạo cái bê tông chủ yếu là chúng ta cần những cái khối sỏi như vậy nè, kết hợp với cát. Mà cát thì dễ tìm hơn sỏi rất là nhiều. Nhưng mà mới đi ra xíu thì trời tối thui mất tiêu rồi. Tiếc ghê luôn. Thôi kệ em sao, giờ thì mình sẽ đi về nhà và nướng thịt thôi. Đi một tí thôi mà mình đã có được rất là nhiều thịt rồi nè. Về nướng kẻo trời tối quá các bạn ơi, tối quá thì cũng nguy hiểm lắm ấy. Và một cái lửa trại như vậy thì chúng ta có thể nướng được 4 item trong cùng một lúc luôn. Như vậy thì mình có thể nướng được thịt bò, thịt heo cũng như là thịt cừu trong cùng một lúc luôn rồi. Thì cũng mèo. Rồi giờ thì chúng ta sẽ đi nướng thịt nhá. Chỗ này hơi chật, mình sẽ đào ra để có con đường đi nè. Rồi nướng thịt bò. Kế tiếp là thịt cừu. Thịt heo. Đó, thịt heo mình nướng ngay miếng luôn. Thịt heo là thức ăn nhiều thức ăn nhất luôn á các bạn ơi, nên mình cần phải nướng thịt heo nhiều nhiều để ăn cho mau no nhá. Rồi. Giờ thì đợi thôi nào. Cái này thì nó mất khoảng tầm 10 giây các bạn ơi, khoảng 10 giây thì chúng ta mới nướng xong được, tại vì nếu mà nướng không kỹ thì nó sẽ không chín đâu á. Rồi, ban đêm nướng thịt nè, ngắm sao nữa thì hết sảy còn gì bằng. Ê, thịt bò mình chín rồi. Ăn thịt heo hay thịt bò trước ta? Mình nghĩ chắc ăn thịt bò trước đi, tại vì thịt bò nướng chín đầu tiên mà. Nhầm. Và úi, no bụng luôn rồi. Ôi, ăn có miếng thịt no rồi. Khi no bụng thì chúng ta sẽ làm gì? Đi ngủ chứ còn làm gì nữa. Rồi giờ mình sẽ ngủ một giấc nha các bạn. Chuyện đi mai thì tạm thời mình sẽ gác qua một bên nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ trở lại căn cứ của mấy tên cướp trả thù thôi. Hồi nãy lúc mình mới xuất hiện trên thế giới á, dám dí mình và đuổi mình một đoạn rất là xa luôn. Giờ thì mình đã có vũ khí rồi nè, có ngon lại quánh mình nữa đi. Rồi giờ thì lên kia và trả thù thôi nào. Cái tên kia hồi sớm dí mình đâu tới đoạn này là ha, bắt đầu hết thấy mình rồi. Tại vì chạy đâu có lợi mình chạy là hơi bị nhanh luôn á nha. Rồi lại đây nào. Hả, tên kia đâu rồi? À, căn cứ hắn bên kia kìa. Và cái tổ ong hồi nãy mình gặp ở chỗ nào ta, hình như bên kia thì phải. Rồi giờ tiến lại gần thôi. Ui, mà không có khiêng đó nha, giờ trong người mình không có khiêng á, nguy hiểm lắm luôn. Làm liều luôn thôi chứ sao giờ. Giờ mình sẽ chơi chiến thuật đánh lẻ nha các bạn. Ở đây có một tên đi lẻ nè, mình sẽ bắt cái tên này vào quánh hắn. Dám đứng ở đây một mình. Ui dùi. Một tên rồi. Ở gần đây thì sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái tên Billager như vậy các bạn ơi, thoải mái mà farm luôn á. Nhưng mà đánh như vậy thì hơi nguy hiểm, lỡ mà nó xuất hiện nhiều quá thì mình sẽ không có đánh lại đâu. Hình như buổi sáng mấy tên này đi chơi hay sao rồi. Còn có ai không? Ui, ủa không có ai luôn hả? Ủa mấy tên này liều thì có dám đi mà bỏ nhà không ai trông coi luôn nè. Còn chờ gì nữa, lên trển và lấy đồ thôi. Những lúc như này thì chúng ta nên lên trên và lấy đồ của mấy tên này các bạn ơi. Nhưng mà mấy tên này, à đây đây, cửa bên đây nè, mấy tên này thiết kế cửa. Ui, ui chết 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 rồi, hắn về rồi, hắn về rồi. Ai du, ui, thôi, em chỉ đi ngang thôi, em chỉ đi ngang thôi. Lẹ 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 các bạn ơi, lấy đồ rồi chạy thôi. Thật, mình cần phải ăn. Ui ui, lẹ lên lẹ lên lẹ lên, gần tới tầng cao nhất rồi. Đây, rương đồ đây. Khoai tây, chỉ, gỗ và móc dây bẫy. Cái rương nữa, mình phải lấy cái rương mới được. Cái rương tới 8 cái ván gỗ lần á. Ui chết 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 chết. Chạy thôi chạy thôi chạy thôi. Ui 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 ui. Chạy. Ui, mình chạy được rồi, mình chạy được rồi. Leo leo, dí đi dí đi. Ui, dí thiệt hả? Thôi, đừng dí gì mà. Giỡn thôi. Ây vui, còn bắn mình nữa kìa.
chắc mấy tên này đang rất là tức giận luôn á các bạn ơi. Tại vì mình đã lấy hết tài sản của mấy tên này rồi. Cô mấy cũng quay tay thôi mà mình cũng lấy nữa. Cái tội đầu trận dí mình là vậy đó. Ok, mình sẽ lấy cho mấy tên này chết đói luôn. Ui, và có tên cầm đầu nữa kìa. Cái tên có cái lá cờ trên đầu á các bạn. Mình mà đánh cái tên đó là thế nào mình cũng bị dính hiệu ứng cái đó là cái trận chiến gì đó. Mình quên tên mất tiêu rồi. Nhưng mà đại khái mình không nên tiêu diệt cái tên cầm đầu trong giai đoạn này đâu. Và nó đã dí mình tới một đoạn rất là xa mà vẫn chưa buông tha nè. Đủ xa rồi nha mấy anh bạn. Tôi nhìn mấy anh lâu lắm rồi nha. Đừng để tôi ra tay đó. Và thức ăn mình đâu hết rồi. Ui chết rồi, mình nướng ít thịt quá. Đi ra đi. Trời ơi khổ mấy anh ghê luôn á. Dí mà dí dai ghê luôn. Thôi kệ, giờ mình sẽ lấy thịt bò đi. Ừ, nhưng mà mấy anh này hình như bị cận hay sao các bạn ơi. Bắn phục lắc không à. Rất là khó trúng luôn á. Rồi lấy thịt nè. Bắn còn thua mấy tên skeleton nữa. Bánh cái chạy. Rồi lấy thêm một miếng thịt nữa nè. Thịt bò, thịt bò. Ui, nhện đâu đấy. Ui, mình vừa nghe tiếng nhện các bạn ơi. À, có cách, có cách, có cách. Ý mình nè, leo leo, nghĩ lên nha. Mấy cái tên này không biết trèo lên hai block đâu các bạn ơi. Vậy là tên này đã bị giam mãi mãi ở dưới cái hồ này rồi. Bắn đi, bắn đi. Ui ui, ui ui, bắn không nè. Ui ui, bắn hụt nè. Ui, đây là biểu tượng của mấy tên Billiger đó các bạn ơi. Một cái lá cờ. Nhưng mà mình sẽ kệ hắn đi, cho hắn ở dưới khóc mà không ai cứu luôn. Rồi, giờ mình sẽ đi một đoạn coi ở khu vực này còn có gì đặc biệt không nhá. Và ở những vùng núi cao như vậy á, thì chúng ta có thể bắt gặp được những con lạc đà như vậy nè. Không biết đây là lạc đà, hình như đây là lạc đà không búa thì phải á. Đã ghê luôn á. Ui, đằng kia còn có một đàn lạc đà nữa kìa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thôi giờ thì mình sẽ đi về nhà nướng đồ ăn lên ăn thôi, chứ giờ mình đói lắm rồi. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã bắt gặp được một cái căn cứ của những tên cướp dân làng. Và thật là may mắn khi cạnh căn cứ đó còn có một cái tổ ong nữa. Và nếu có thể thì mình sẽ cố gắng nuôi ong trong thời gian sớm nhất nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.